Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của Đúng Happy Car. Đây là một chiếc xe Toyota Vios phiên bản G đang chuẩn bị được giao tay khách hàng. Mọi người thấy ngày hôm nay lung linh không ạ? Một chiếc xe rất là đẹp và đang chuẩn được bàn giao. Chính vì vậy là trong clip ngày hôm nay thì Quyết cũng muốn chia sẻ cho mọi người một chút. Chỉ còn khoảng tầm là 2 ngày nữa thôi thì chúng ta đã kết thúc năm 2023 với cái dòng sản phẩm những xe được lắp ráp tại thị trường Việt Nam sẽ hết chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ. Với những chiếc xe như Vios được lắp ráp thì mọi người sẽ, như mọi người biết, ở trong tháng 12 thì chúng ta đang được hỗ trợ tổng cộng lên tới khoảng hơn 100% lệ phí trước bạ. Nghĩa là nhà máy sẽ hỗ trợ cho mọi người 50%, đại lý hỗ trợ cho mọi người thêm tiền mặt và nhà nước cũng hỗ trợ cho mọi người 50%. Rất là hợp lý đúng không ạ? Và với Vios thì hiện tại bên em vẫn đang còn những cái dòng sản phẩm như Vios G này, Vios E, Vios E CVT có thể giao ngay dành cho tất cả các quý anh chị. Chính vì vậy là mọi người cứ inbox trực tiếp. Thì hiện tại thì với dòng sản phẩm Vios G thì bên em đang có khuyến mãi tổng trị giá giờ khoảng 50 triệu đồng dành cho tất cả mọi người, là mức giá đang rất là tốt. Với dòng sản phẩm ECVT có mức giá niêm yết là 528 triệu thì bên em cũng đang có tổng trị giá khuyến mãi cũng khoảng hơn 50 triệu. Và phiên bản MT cũng như vậy, cả 3 phiên bản đang có tổng trị giá khuyến mãi hơn 50 triệu tặng cho mọi người dán phim cách nhiệt trải sàn và camera hành trình đi theo xe. Và với những quý anh chị thì luôn luôn cố gắng để dành cho các mọi người có những cái chương trình khuyến mãi tốt nhất, hợp lý nhất đến tay khách hàng. Chiếc xe này thì cũng đã được tặng là dán phim rồi, mọi người thấy được rằng là toàn bộ ở phần mặt kính trước thì sẽ được dán, đó chính là kính mờ như thế này, kính trong hai bên thì sẽ kính mờ hơn để cho các quý anh chị chúng ta nhìn từ phía bên ngoài vào sẽ thấy nó dễ dàng hơn, và ở đằng sau thì sẽ là kính mờ hoàn toàn. Với dòng sản phẩm bên em thì cũng có tặng cho mọi người một chiếc camera hành trình như thế này để cho mọi người có thể tiện đi xe hơn. Thì chỉ còn khoảng tầm vài phút nữa thôi thì khách hàng sẽ đến nhận xe thì Quyết sẽ review nhanh cho mọi người. Phiên bản Vios G so với phần ECVT chắc có lẽ mọi người cũng đã nắm được khá nhiều rồi, tuy nhiên cũng muốn chia sẻ nhanh cho mọi người. Thứ nhất là chiếc xe này chúng ta sẽ có thêm là màn hình 9 inch kết nối Android to Apple CarPlay, lấy chuyển số trên vô lăng. Đó, khóa cửa theo à chị. Đó, ngoài ra thì các quý anh chị chúng ta sẽ còn có gì ạ? Có thêm, đó chính là chìa khóa thông minh Smart Key và điều hòa tự động nữa. Một chiếc xe rất là đẹp, màu trắng ngọc trai này thì sẽ là màu trắng ngọc trai có đắt hơn 8 triệu nhá so với các phiên bản thường cả nhà nhá. Đó, rất là đẹp. Ngày hôm nay là khách hàng chuẩn bị lấy xe, bóng bay này, chuẩn bị rất là đẹp rồi. Vios G thì màu trắng ngọc trai này có lẽ là màu đẹp, có thể nói là đẹp nhất trong tất cả các màu đối với các khách hàng khi mà chúng ta nhận xe. Rất là đẹp đúng không ạ? Thì nếu mọi người đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi đến hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình mọi người nhé. Cảm ơn một lần nữa, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.